Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng nay tiếp tục có mưa rông, cục bộ có nơi mưa lớn trên 90mm. Dự báo trưa chiều nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, mưa sẽ tạm giảm. Những điểm mưa to 70mm chỉ còn cục bộ. Từ chiều tối mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng mưa lớn diện rộng trở lại và có thể kéo dài đến Chủ nhật. Trong mưa rông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.